Ngày 29 tháng 5, đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ninh làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Hình Bồ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 4 tháng đầu năm 2018. Làm việc với đoàn, về phía huyện Hình Bồ có đồng chí Triệu Đức Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng một số đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn và chi cục thuế huyện. Năm 2018, tỉnh giao cho Cục thuế và chi cục thuế huyện Hình Bồ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 425 tỷ, trong đó giao cho chi cục thuế huyện thu 185 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân huyện giao chi cục thuế thu 185 tỷ, chi cục thuế huyện Hình Bồ đăng ký phấn đấu thu 195 tỷ. Qua 10 tháng đầu năm thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi cục thuế đã thu được 71,75 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán tỉnh giao, đạt 36,8% dự toán phấn đấu đăng ký với Cục thuế tỉnh và bằng 149,25% so với cùng kỳ năm 2017. Có 6 trên 11 khoản thu đạt trên 35% so với dự toán tỉnh giao, gồm thu doanh nghiệp trung ương, thu thuế thu nhập cá nhân, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu phí, lệ phí, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền sử dụng đất. Trong những tháng còn lại của năm 2018, huyện Hình Bồ sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng các xã, thị trấn đẩy mạnh tăng thu từ các nguồn, tập trung các giải pháp thu từ các nguồn thuế khó thu. Phấn đấu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 510 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao.